Chú gì? Chú quyết định là chú ra đây làm việc thiệt hả chú? Ừ. Chú đã quyết định rồi, mọi người đừng hoang mang, đừng bất ngờ nữa. Rồi, vậy là em hiểu rồi. Sao vậy? Vậy là cái phòng giám đốc của anh ở bên đó là anh đập, anh xây toilet đúng không? Ra đập đi, đập đi rồi xây đi, thử coi. Vậy là mình sẽ có hai cái toilet để thử làm thử coi được không? Chắc yên với tôi à? Ờ, tự nhiên đánh đập sao được chú. Nếu chú không xài, chú cho con đi, con vô làm vườn hoa. Thì vô ngủ đi, ngủ đi. Thôi, ngủ rồi tôi phát lương cho. Nha. Chú, cái phòng đó nó cũng kín, máy lạnh ok hết trơn. Đặt mấy cái tức là phòng tân hôn của con hả? Là spa, mình vừa làm việc mình vô vừa thư giãn. Thư giãn? Sao mọi người cứ mang cái ý tưởng của mọi người lên áp đặt cái công ty này hoài vậy hả? Ủa vậy mà cuối cùng tại sao chứ... em không hiểu tự nhiên. Tại vì tôi thích mình ra tôi đây. Thích ra ngoài đây làm việc với mọi người. Nha. Tôi đã tìm được nguyên do và nguyên lý về vấn đề của tôi rồi. Nhưng mà bây giờ nếu giống như theo một cái dự án cũ là theo cái dự án tượng sáp đã chật rồi, anh còn ra đây đã chật hơn nữa rồi, bây giờ để tượng sáp nữa nó chật nữa. Đúng à, em hãy tập yên lặng và lắng nghe sếp của mình nói chuyện. Rồi muốn nhảy vô họng người ta thì nhảy. Thì em chỉ nói là vợ anh đó, em lại nhảy nữa rồi đó. Anh chưa nói xong ý của anh. À ok nha. Dự án tượng sáp anh bỏ rồi cưng. Ủa? Trời ơi. Nhảy chưa đủ đâu, 3-4 con người nhảy vào họng tôi sao tôi nói con. Để tôi nói xong đã. Nhưng mà con nhảy là đúng nè, tại vì con đã làm xong cái bản marketing cho chú rồi. Rồi tiền chú... bạc để chuẩn bị quảng cáo đã đưa hết cho người ta một nửa rồi. Lên lịch hẹn đi gặp khách hàng luôn rồi. Đúng rồi chú, ký hợp đồng với mấy cái hợp tác kinh doanh truyền thông rồi chú. Rồi bây giờ mấy cái đó ai chịu đi, anh đang làm phung phí tiền của công ty. Của ai? Của công ty. Của gia đình tôi mà. Sếp chứ mày của anh con. Thì cũng là gia đình họ hàng láng giềng của tôi. Đúng không? Nhưng ví dụ có xử tôi trước, xử mấy người không mấy người lo. Tôi nói rồi, dự án tượng sáp tôi quyết định bỏ là bỏ, không được cãi. Cãi thì nghỉ việc nha. Còn tôi không thích làm việc trong phòng bên kia nữa, thì tôi ra đây làm việc với mọi người. Hả? Không ai đút gì mà hả nè. Ngậm miệng lại. Anh Lọt ơi. Ừ. Mấy đứa. Dạ. Đứng lên ra đi. Đứng lên Vũ, đứng lên. Di chuyển vòng đi. Sao đi di chuyển? Đó, đi tới đi lui gì đi. Đi tới đi. Thì giống như cái chợ gì đó. Đó. Ừ, đi vòng chơi đi coi. Ủa kìa. Đó, hứng thú liền tại chỗ rồi đó. Chú ơi con ngừng được chưa, con chóng mặt quá. Chạy bộ luôn đi. Chạy bộ. Chạy vòng đi. Chóng mặt con bước nhỏ được chứ. Không, chạy bộ luôn. Vũ ra chạy cứ. Chạy đi mà. Tôi làm sếp bằng nghe lời tôi đi, ăn nghỉ luôn. Chạy bộ, đúng rồi, chạy bộ đi. Mà mang guốc cũng chạy bộ hả chú? Chạy đi con. Có hứng thú làm việc rồi đó. Kì chơi. Ủa rồi cái này chạy chạy nhanh đi, chạy nhanh luôn. Chạy nhanh nữa hả? Đấy, cái này sao? Chạy bỏ luôn hả? Nhưng mà con nâng cái đùi. Nâng cái đùi. Con đang còn cái máy tính để làm việc mà. Nâng cái đùi đi mà, đúng rồi, nâng cái đùi. Đúng rồi, con chết cho một lát khách hàng gọi sao nghe. Hứng thú quá. Ngủ la liền cái vậy. Thức dậy. Thức dậy hết đi. Ủa. Chà. Có ai cứu coi. Đứa nào ổn vậy? Cứu. Trời ơi, mới nghỉ có 7 phút mà. Kẹt thiệt. Kẹt cái gì? Kẹt thiệt. Kẹt mấy vụ kẹt này em muốn kinh nghiệm. À kẹt thiệt á, không giỡn. Không giỡn đâu. Có kinh nghiệm. Bây giờ nếu mà chú đi qua đây cố đi, chú bị sẽ bị kẹt đi ngược lại đi. Từ từ. Đi ngược lại. Để tôi. Kẹt thiệt á. Kẹt này mấy bà này kinh nghiệm nè. Cái này không giỡn. Không đi. Cái này không giỡn á. Đau thiệt á. Ôi chú ơi. Con chú mấy tuổi nữa. Thiệt á. Đang ngủ nghỉ mới có 7 phút mà kêu dậy tức ghê á. Rồi nè, sao nghỉ trưa lâu quá vậy hả? Hả chú? Mới có 15 phút mà. Ủa công ty mình quy định là nghỉ trưa bao nhiêu tiếng? 90 phút. Rồi chú. Ai vậy? Ai ra quy định 90 phút? Tại sao vậy? Tại sao lúc tôi ra quy định nó không cản tôi lại? Có cản. 90 phút lãng phí như vậy
lúc đó có cản. Ủa, cái đó cơ bản mà chú. Dạ. Cơ bản là vậy mà. Em thì em nói lúc đó là em có cản tại chi là phí quá, xong rồi cái anh nói không cho nghỉ thoải mái để làm chú, việc năng suất cao. Đúng rồi, chú đòi 2 tiếng, tụi con nói thôi 1 tiếng rưỡi được rồi. Không. Em hôm nay không thể nào như vậy được. 90 phút là quá lãng phí. Vậy nha. Mọi người ngủ như vậy giống như là ngủ cả buổi rồi còn gì nữa. Nha. Bây giờ quyết định rồi. Tôi ngày hôm nay quy định rồi, không nghỉ 90 phút gì hết. Trong thời gian nghỉ trưa mình vẫn phải làm việc. Chết. Tôi sẽ tìm một cái công việc gì đó giao cho mấy người nhiều công việc lên để mấy người bớt rảnh lại, bớt ngủ ngơi lại. Làm việc, làm việc, làm việc. Lương sao? Vẫn vậy. Trời ơi. Quên cái chỗ làm việc tôi đây. Có di chuyển không? Di chuyển đi, di chuyển đi, di chuyển. Di chuyển đi. Thấy chưa? Di chuyển đi. Chạy bộ đi, chạy bộ đi. Chạy đi con, chạy đi. Chạy đi. Con đang ngủ luôn á chú. Chạy đi. Quá hứng thú. Quá hứng thú rồi. Buồn ngủ quá. Alo, bác sĩ hả? À, tôi đã nhận ra rồi. Tôi đã biết cách và điều trị cái bệnh tâm lý của tôi rồi. Đúng rồi, tôi cảm thấy là tôi mà làm việc ở một cái chỗ nào đó, càng đông người, tôi làm việc càng hiệu quả. Mà càng đông người bận rộn, tôi lại là càng làm việc hiệu quả nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mà cái quan trọng nhất là phải đông người. À, cho nên tôi mới nhận ra điều đó. Tôi mới giao hết tất cả công việc của tôi cho mấy đứa nhân viên ở dưới tôi nó làm hết. Bây giờ tôi thảnh thơi, tôi ngồi tôi tám với bác sĩ nè. Rồi, cảm ơn bác sĩ nha. Cảm ơn bác sĩ. Trời. Gì vậy? Gãy quá. Gãy, rất gãy. Ủa mấy người làm gì vậy? Tụi em vô gặp anh vậy thôi. Xong gõ cửa. Rõ rồi mà anh có hay nghe đâu. Điều tra, tụi em phải điều tra. Phải vô tận đây. Ủa? Vô tận hang cọp mới bắt được hổ. Bắt dân cờ bắt được hổ. Ừ. Bây giờ nói thiệt đi, những cái gì hồi nãy nói với bác sĩ là sao? Có thiệt không? Thì anh cũng giống em mà. Giống chỗ nào? Ừ. Giống chỗ nào chú? Tại vì chú thấy chú cũng có một cái không gian riêng làm việc rất là tốt, rất là hiệu quả. Là sao? Là phòng làm việc riêng của chú đúng không? Không phải. Không cần nhất thiết là cái phòng làm việc riêng của chú, mà là cái chỗ nào đó bất kỳ, nhưng mà càng đông người, càng đông người càng tốt, càng đông người chú làm việc càng hiệu quả. Anh có thấy cái gì đó cấn cấn sai sai không? Không. Không. Ừ. Anh đang muốn tụi em không có không gian riêng. Đúng. Mà anh ép tụi em vô không gian riêng của anh. Anh có thấy sai không? Sao? Lắc rồi kìa. Thấy sai. Là kỳ lắm đúng không? À. Bây giờ tụi con sẽ không làm những chú cừu non hả? Những cừu cái non. Pho tượng. Để chú nương tựa chú dựa giảm thơ đúng bù nhìn. Không làm bù nhìn cho chú nữa. Đi. Rất là nhiều cái công việc để cho tụi em đúng. Cảm thấy bận rộn. Để tụi em lọt vào cái không gian riêng của anh. Để anh năng động lên đúng không? Đúng, tụi con đã hiểu rồi. Bây giờ quyết định là tụi con sẽ bỏ đi cái hình tượng bù nhìn đó. Đúng, trở lại như xưa. Chú phải làm gương. Chính chú là cái người mà đề ra cái đề xuất là bây giờ phải dẹp cái không gian riêng. Thì chú phải dẹp qua để chú làm gương. Đúng. Nhưng mà bây giờ quan trọng nè, các con ơi, nghe chú nói đi. Bây giờ còn nửa cái hợp đồng nữa, gán giúp nửa cái hợp đồng nữa. Quyết định như vậy đi, chốt đi, chốt đơn. Anh muốn như vậy thì anh đi ra quán cà phê á, anh thấy người ta bận rộn gì đó, nó nhập vô trong cơ thể của anh là không gian riêng của anh đó. Nhưng mà mọi người ơi, giúp tôi nửa cái hợp đồng này đi. Không. Không phải là tôi thiên vị hay tôi gì tại vì cháu tôi, nhưng mà thật sự là nó nằm ở cái mức đó là có thể coi là thông minh rồi. Quá chán luôn á, bây giờ sao, giờ giải quyết làm sao? Cãi cái vấn đề bây giờ em giải quyết cho hai chị luôn nè. Cãi quá trời cãi à. Bây giờ mình đi test thử cái chỉ số IQ đi, coi ai là cái người thông minh hơn thì cái người đó có lý, ok chưa? Là hai đứa chị hả? Đứa đúng rồi hơn hả?